Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Duozan OCR 3300, mẫu xe đạp giá rẻ được trang bị bộ chuyển động Shimano, đang bán tại cả mức giá chỉ có là 8.200.000. Một chiếc xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu Giang, thương hiệu rất là tốt, cực kỳ quen thuộc với các bác chơi xe tại Việt Nam. Đây là những người mới tiếp cận xe đạp thì thương hiệu Giang này là một cái thương hiệu quốc dân, rất nhiều người biết. Được trang bị công nghệ nhôm, nhôm là công nghệ Alux, công nghệ độc quyền của Gian. Với cái công nghệ Alux này thì Gian đã được xác nhận là công ty sản xuất xe đạp có cái khung nhôm, khung xe đạp nhôm nó tốt nhất thế giới, là từ cái công nghệ Alux thành 3 mảnh, được sử dụng bộ chuyển động Shimano. Chuyển động đây là 8 tầng lip. 8 tầng lip và đây là 2 tầng đĩa, nó sẽ có 16 tốc độ khác nhau. Toàn bộ xe là được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, xe là tất tần tật là nguyên zin hết. Do là xe đã qua quá trình sử dụng nên là cái ngoại hình của chiếc xe cũng không được còn đẹp như lúc đầu. Đã xuất hiện những cái vết xước do là qua quá trình sử dụng và vận chuyển về. Còn là xe bãi hay là xước, những cái vết xước lớn sức răm ở đây không thể tránh khỏi. Còn tổng thể ngoại hình thì còn tương đối là đẹp, rất là đẹp như các bác nhìn trên hình. Tay lắc cũng được trang bị bộ tay lắc của Shimano hai bên. Vành 700C, vành của Gian theo xe luôn. Máy ư vành theo xe luôn, nguyên bản Gian. Gian sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 46cm. Khóa yên tới tâm cổ phốt là 50cm. Thì cái xe có size là size S. Size S, size nhỏ cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả ấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.